Biden lấn sân lĩnh vực gọi xe công nghệ. Biden đang tích cực mở rộng dịch vụ gọi xe trực tuyến trên nền tảng TikTok của Trung Quốc, Douyin. Động thái này được đưa ra sau khi Douyin hợp tác với một số nền tảng giao hàng để cung cấp dịch vụ giao đồ ăn. Gần đây, gã khổng lồ công nghệ Biden đang âm thầm mở rộng các dịch vụ cung cấp trên nền tảng mạng xã hội và video ngắn phiên bản nội địa của TikTok, Douyin, trong nỗ lực biến sự phổ biến của ứng dụng thành lợi nhuận. T3Go, một nền tảng gọi xe trực tuyến 3 năm tuổi của Trung Quốc đã cho ra mắt một chương trình nhỏ trên Doin trong tháng 12. Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ vẫn còn ở giai đoạn đầu, người dùng khó khám phá và chỉ có thể gọi xe vào một thời điểm nhất định. Được biết, Douyin quyết định phát triển lĩnh vực gọi xe sau khi hợp tác với một số nền tảng giao hàng, cho phép người dùng đặt hàng giao đồ ăn từ những nhà cung cấp có đăng ký trên ứng dụng. Điều này có nghĩa là Doin có thể trở thành nền tảng tổng hợp dịch vụ gọi xe của bên thứ ba, tương tự như Autonavi và WeChat. Tờ Paperchick dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Douyin đang tìm cách hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng không có kế hoạch phát triển nền tảng gọi xe của riêng mình. Theo Zhang Shanmei, nhà phân tích tại Analysis, việc mở rộng này là một phần trong chiến lược kiếm tiền của Douyin. Trong khi đó, lĩnh vực này từ trước vẫn được thống trị bởi những ông trùm như Mây Tuấn, Didi Chu Sinh. Điểm mạnh của Douyin trong lĩnh vực gọi xe là lượng người dùng và lưu lượng truy cập trực tuyến khổng lồ. Nhưng nó lại kém hơn về tính sử dụng và thiết kế trực quan khi đặt lên bàn cân với các chức năng gọi xe trong dịch vụ bản đồ trực tuyến, Giang chia sẻ. Thị trường gọi xe Trung Quốc đã trải qua một sự thay đổi lớn kể từ khi công ty đầu ngành DiDi Chu Sinh phải chịu một năm điều tra an ninh mạng kéo dài chưa từng thấy của Bắc Kinh, dẫn đến khoản tiền phạt 1,2 tỷ đô la Mỹ. Kể từ đó, công ty này vẫn vắng mặt trong các cửa hàng ứng dụng trong nước. Tuy nhiên thị trường này vẫn chứng kiến sự nổi lên của một số công ty như Autonavi với việc cho ra mắt ứng dụng Rocket Travel vào tháng 12 năm 2021. Huawei cho ra mắt ứng dụng Petal Travel để phục vụ Bắc Kinh, Thâm Quyến, Nam Kinh. Còn Tencent hợp tác với OnTham ở một số khu vực của Quảng Đông để tiếp cận nhiều nhà cung cấp dịch vụ taxi hơn trong WeChat. Trong khi đó, một loạt các công ty nhỏ hơn như Yangwang Chu T3Go có trụ sở tại Nam Kinh và Cao Cao Mobility do Gili hậu thuẫn đã tranh giành một phần thị trường đang phát triển dự kiến đạt 62 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Nhìn chung, do thị trường này đang phát triển trở lại, nên sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty lại là tin tốt cho những người tiêu dùng khi được hưởng chiết khấu cao.